Chào mừng các bạn đã đến với channel Trải nghiệm Game. Các kỵ tướng liên quân hiện nay đang có một vấn đề thắc mắc mà khiến không biết bao cuộc tranh luận xảy ra đều không có kết quả và không ai chịu tin phục ai, nên cảm thấy bản thân cần giúp các bạn xác định được đâu mới là vị tướng xạ thủ phá trụ bá nhất liên quân. Ngay bây giờ cùng tìm hiểu top các tướng xạ thủ phá trụ mạnh nhất liên quân. Nào bắt đầu. Thí nghiệm của chúng ta đều sử dụng các tướng đều cấp độ 1 và chỉ lên các trang bị vật lý. Đầu tiên đó chính là chú cáo Phoenix, một xạ thủ có khả năng phá trụ cực kỳ đáng gờm ở trong liên quân hiện tại. Nhưng mà khi không sử dụng chiêu thức thì chúng ta cùng xem là chú cáo này hạ gục cái trụ đầu tiên này mạnh ra sao và mất bao lâu. Và thời gian đó chính là 43 giây. Top 8, Vio. Cô nàng Vio này của chúng ta thì có khả năng biệt tài với đạn xuyên thấu. Nhưng khi cô nàng này bắn thường thì chúng ta cùng xem là cô nàng này phải mất bao nhiêu thời gian thì mới có thể hạ gục được cái trụ đầu tiên này. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, đó chính là 42 giây. Top 7 đó chính là Joker và Lindis. Chúng ta cùng xem hai anh chàng xạ thủ này tại sao lại đứng cùng nhau ở cái top 7. Cùng xem là thời gian phá trụ của hai anh chàng này nhá. À, cô nàng chứ. Và 41 giây là thời gian của bọn chúng. Tiếp theo là top 6, Moren. Anh chàng xạ thủ đang được rất ngóng chờ của anh em kiện tướng liên quân. Mặc dù là ra bên bản Đài Loan rồi nhưng mà Việt Nam thì chưa thấy đâu cả. Xem là bao nhiêu giây đây. 40 giây đó chính là thành tích của Moren. Top 5, Stream. Hot pick của chúng ta cùng xem là khi mà anh chàng này không nâng chiêu thức hay là chỉ có sát thương vật lý thì phải mất thời gian bao nhiêu so với các xạ thủ khác để mà hạ gục ngay cái trụ đầu tiên này. Cùng xem nào. Và thành tích của anh ta là 37 giây. Top 4, Wish. Đây là một tướng xạ thủ ở trong mùa 6, mùa 7 đang được rất nhiều kiện tướng ưa thích bởi khả năng cấu rỉa như là Zin X của Liên Minh. Cùng xem anh chàng này mất bao nhiêu thời gian. Và thành tích là 36 giây. Top 3, Theonas. Cùng xem cô nàng xạ thủ đang là hot pick ở rank cao thủ kim cương của chúng ta. Sau khi Vio bị cấm hoàn toàn thì cô nàng này đồng hành cùng Stream, xem là cô nàng này tại sao lại bắn thấm như vậy với cái trụ thì liệu có mất bao nhiêu thời gian. Và thời gian của cô nàng đó chính là 34 giây. Top 2, Van Heen. Rất là nhiều bạn thắc mắc tại sao là Van Heen lại đứng ở top 2. Thì chúng ta cùng xem hắn ta khi chỉ có bắn thường mà thôi thì phải mất bao lâu để mà giải quyết cái trụ này. Liệu có thực sự là vượt trội ấn tượng so với các xạ thủ khác để đứng ở top 2 này? Chúng ta cùng xem thành tích của hắn ta là bao nhiêu giây. 33 giây thưa anh em. Tiếp theo là John, đứng vị trí thứ nhất. Tại sao anh chàng xạ thủ này lại được đứng vị trí thứ nhất? Chúng ta cùng xem lý do tại sao nhé. Và đây là một vị tướng đang đứng ở top 5 vị tướng được yêu thích để mà sử dụng leo rank nhiều nhất. Vậy lý do của hắn ta là gì? Đó là thành tích 31 giây để phá cái trụ đầu tiên thành công. Thật là tuyệt vời. Vậy là chúng ta tìm ra được danh sách rồi. Đó chính là top 1 là John, top 2 là Vayne, top 3 là Teo, top 4 là Whit, top 5 Slim, 6 Moren, 7 Joker và Lindis, 8 là Vio và 9 là Phoenix. Tiếp theo là sử dụng chiêu thức và cấp độ 4. Xem vị tướng nào nhanh nhất. Đầu tiên là top 8, Joker. Anh chàng hề Joker này, chúng ta cùng xem là hắn ta có lợi thế gì không. Lợi thế thì chẳng có lợi thế gì đối với anh chàng Joker này, khi mà hắn ta bộ chiêu thức chủ yếu là sử dụng chiêu thức để mà cấu rỉa đối phương và ám sát hạ sát. Chứ từ cái đòn đánh thường thì chẳng thấy có tác dụng gì mấy. Mặc dù là chúng ta thường hay lên thương long cho anh chàng này để mà giảm giáp đối tượng cực kỳ nhanh, nhưng mà xem ra đối với trụ thì anh chàng Joker này hơi bị có cái cảm giác bị lép vế hoàn toàn so với các xạ thủ khác. Vì thế hắn ta mới đứng ở vị trí 8 ở đây, khi mà chiêu thức 2 hay là các chiêu thức khác chẳng có thể tác dụng đến trụ được cả. Và thành tích của hắn ta là chỉ là 36 giây mới hạ được cái trụ này. Top 7, Lindis. Cô nàng xạ thủ thế hệ thứ 6 này, chúng ta cùng xem là cô nàng này hạ gục cái trụ này trong bao lâu nhá. Cô nàng này thực sự là chỉ có thể đánh từ nội tại anh em ạ. Nội tại của cô nàng rất là đáng gờm đó.
anh em cùng xem nhá. Nhưng mà nội tại này liệu có ảnh hưởng lên trụ hay không thì chúng ta chưa biết được. Sát thương rất là đều. Đây, sát thương cực kỳ đều luôn. Chúng ta chứng tỏ một điều là tất cả bộ chiêu thức của cô nàng chẳng ảnh hưởng tí nào đến trụ cả. Chỉ có lên quái lính và tướng thì cực mạnh mà thôi. Xem thành tích của cô nàng là gì. 34 giây là thành tích của Lindis. Top 6, Slim. Cùng xem anh chàng thỏ này, chúng ta có hai chiêu thức có thể tác dụng lên tăng sát thương cho anh chàng này. Đó chính là chiêu cuối này và chiêu 2, lò xo cơ khí. Chúng ta cùng xem là với lò xo cơ khí, chiêu cuối và các đòn đánh thường của anh ta, đặc biệt là nội tại nhá. Vậy là anh chàng này có tận 3 chiêu thức có thể tác động lên trụ, đó chính là nội tại, đòn đánh thứ 3 này, chiêu lò xo cơ khí tăng sát thương này, chiêu cuối tăng cho anh chàng này tốc độ đánh này. Đấy, rất là lợi hại đúng không? Yeah. Và 30 giây đó chính là thành tích của anh chàng Slim này. Top 5, Vio. Vio bây giờ của chúng ta thì có cấp độ 4 và có đạn xuyên thấu, đạn xuyên phá để mà xuyên phá xuyên thấu nhỉ, tôi quên mất thôi, bỏ qua nhé. Để mà cấu rỉa thêm trụ mạnh hơn, chúng ta cùng xem là cô nàng này tốn bao nhiêu thời gian để mà hạ gục được cái trụ này nhá. Xem ra là không phải đơn giản đâu. Khi mà cô nàng này tất cả các trang bị ở đây đều sử dụng đó chính là một cái kiếm dài. Mà anh em đều biết đấy, kiếm dài nó chỉ tăng sát thương vật lý mà thôi. Tất cả vị tướng đều có sát thương giống nhau và trang bị giống nhau, chỉ khác về chiêu thức là thôi. Và cô nàng này mất 29 giây. Top 4, Moren. Cùng xem anh chàng xạ thủ này của chúng ta có khi có chiêu 1 thì ra sao. Đối với chiêu 1 này của Moren thì giúp hắn ta tăng giáp này, giáp phép này. Không chỉ vậy còn hồi chiêu rất nhanh và bắn ra ở trong từng lần kích hoạt cái súng thần công này thì cho hắn ta 2 lần đánh có gây sát thương nhá. Gây sát thương theo sát thương của chiêu thức lên trụ rất là thấm luôn. Anh em thể nhìn thấy đây. Và khả năng của anh chàng này đang cấu rỉa trụ cực kỳ nhanh. Và thành tích của hắn ta đó chính là 28 giây phá hủy một cái trụ đầu tiên. Thật là tuyệt vời. Top 3, Van Hên. Xem ra anh chàng Van Hên của chúng ta nhưng lần này lại cặp đôi với Theonat. Vậy là lần này khi mà sử dụng chiêu thức thì Van Hên và Theonat của chúng ta có rất là nhiều điểm chung. Khi mà tất cả đều Van Hên thì không có chiêu thức để mà tác dụng lên trụ, nhưng mà hắn ta có nội tại ám khí. Còn Theonat thì của chúng ta thì có cái chiêu thức đầu tiên đó chính là ưng tiến, có thể tăng tầm đánh, tăng sát thương một chút, mặc dù là sát thương hỗn hợp giống như Van Hên mà thôi. Vậy là hai cô nàng này và anh chàng này là 27 giây, thành tích thật là tuyệt vời luôn. Top 2, Whis và John. Xem ra lần này chúng ta ở cái công đoạn sử dụng chiêu thức để mà xem vị tướng nào phá trụ mạnh hơn thì chúng ta có thể tìm ra được các cái tên rất là nổi trội, đó chính là John và Whis. Hai anh chàng này có cái chiêu thức để mà bắn trụ thật là cực kỳ thấm luôn. John thì có nội tại vô tận tên này, Whis thì có chiêu 1 tên là gì tôi quên mất rồi, bắn rất là thấm luôn. Đây, hai xạ thủ cực kỳ bá để mà hoàn phê trụ. Và 29 giây đó chính là thành tích của bọn chúng. Top 1, Phoenix. Vâng, thưa các bạn, khi mà chúng ta nói đến về sử dụng chiêu thức thì không ai có thể cản phá được anh chàng Phoenix này. Phoenix của chúng ta có kíp nổ anh em ạ. Kíp nổ thì ở trong phiên bản mùa năm này mặc dù là bị giảm sát thương khi mà bộc phá ra, nhưng mà từ các đòn đánh thường kích hoạt 4 lần điểm kíp nổ thì tăng sát thương rất là bá đạo. Thì về chuyện phá trụ thì Phoenix luôn là đứng đầu. 23 giây đối với anh chàng này, không còn điều gì để bàn thêm. Bét phá trụ đây. Và chúng ta tìm ra được cái tên như sau, đó chính là top 1 là Phoenix, top 2 là John Witt, top 3 là Theo Van, top 4 là Moren, top 5 Vio, top 6 Slim, top 7 Lindis và Joker. Trên đây là top các tướng xạ thủ có khả năng phá trụ mạnh nhất liên quân. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và đừng quên để lại một like, share và đăng ký kênh, vì đó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí,
và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.